Thưa quý vị, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện. Đặc biệt, nhiều trường hợp người vi phạm nồng độ cồn có thái độ chống đối, bất hợp tác, bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục trong những ngày qua. Sau thời gian trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và mưa bão, thời điểm cuối năm các nhà hàng quán nhậu bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại. Đây cũng là thời điểm số lượng người vi phạm do sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông tăng cao. Thực hiện đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, tại ngã tư Lý Thường Kiệt, Bạch Đằng, cảnh sát giao thông công an thành phố Tam Kỳ đã phát hiện và xử lý nhiều tài xế điều khiển ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn. Chỉ hơn 2 tuần ra quân, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hơn 125 trường hợp, trong đó có 17 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Có trường hợp bị xử phạt tiền lên đến 17 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 17 tháng. Công an thành phố Tam Kỳ đã xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự. Chúng tôi đã tập trung tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Trong đó tập trung xử lý các lỗi vi phạm là chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, sử dụng bia rượu và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông. Từ khi thực hiện kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được đảm bảo. Vào các khung giờ từ 17 giờ chiều đến 21 giờ đêm, lực lượng cảnh sát giao thông công an Quảng Nam từ tỉnh đến địa phương đồng loạt ra quân tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn. Theo ghi nhận, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông cũng gặp không ít khó khăn. Người điều khiển phương tiện chạy vào các đường ngang, ngõ tắc, thậm chí quay lui bất chấp đường ngược chiều để trốn tránh kiểm soát của cảnh sát giao thông. Có trường hợp người vi phạm chống đối, bất hợp tác. Hiện nay, công an thành phố Tam Kỳ cùng các cơ quan ban ngành thành phố đã có sự phối hợp chặt chẽ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để tuần tra, kiểm soát tất cả các phương tiện tham gia giao thông trong đợt cao điểm này. Tuy nhiên, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông thì người tham gia giao thông cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và ý thức tự bảo vệ bản thân mình. Việc chuẩn bị kỹ càng, lái xe cẩn trọng, không uống rượu bia khi tham gia giao thông chắc chắn sẽ giảm thiểu các tai nạn đáng tiếc. Theo em biết thì nghị định mới thì nó tăng mức xử phạt của những người mà vi phạm nồng độ cồn về rượu bia, thì nó tăng cái mức răn đe cho người đi đường nên giờ họ phải bắt buộc họ phải chấp hành, với là họ hiểu hơn về luật, họ bắt buộc phải tìm hiểu. Vì hồi xưa thì theo em nghĩ thì nhiều người họ thấy cái mức phạt nó ít quá rồi họ cũng không chú ý, với lại uống rượu bia vô thì họ cũng không có cần thiết phải này kia. Bây giờ là mức phạt nó tăng lên rồi, cộng với lại truyền thông, với lại công tác tuyên truyền của lực lượng công an nữa, nên là người dân chúng tôi là hiểu và biết nhiều hơn, nên là bây giờ đi ra là đã điều khiển xe thì không nên uống rượu bia. Mình thấy rất là có lợi, rất là có ích. Thứ nhất là nó đảm bảo được cái an toàn cho mọi người, không những lái xe riêng tôi mà tất cả mọi người tham gia giao thông đều an toàn khi nếu chúng ta không uống rượu bia. Đợt cao điểm diễn ra đến ngày 15 tháng 2 2020, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh sẽ thực hiện tuần tra kiểm tra tất cả các loại phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1. Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt sẽ huy động tất cả cán bộ chiến sĩ của đơn vị chia thành nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ này tại nhiều vị trí trên địa bàn tỉnh. Trong đợt ra quân này, mục đích chính là tuyên truyền người dân quan tâm nhiều hơn đến luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định 100 của chính phủ, từ đó giúp người dân ý thức được việc không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Ngoài ra, trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021, lực lượng công an tiếp tục ra quân tuần tra kiểm soát và xử lý các lỗi vi phạm giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự giao thông trong dịp bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn luật giao thông, kết hợp với đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm, tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý vào ban đêm đối với các hành vi vi phạm chủ yếu như nồng độ cồn là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông trong thời gian qua, góp phần
kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trong đợt trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Trong đợt này thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng mong muốn rằng người tham gia giao thông hãy tự ý thức chấp hành pháp luật, nhất là việc là thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhằm đảm bảo an toàn cho mình và cho người tham gia giao thông. Trong thời gian đến, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục huy động các lực lượng phối hợp để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đợt cao điểm sẽ được duy trì đến sau Tết Nguyên đán. Lực lượng cảnh sát giao thông mong muốn người dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành đúng quy định pháp luật khi tham gia giao thông để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Chuyên mục truyền hình phổ biến giáo dục pháp luật hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.